Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Phan Nhật Nam, Tưởng nhớ mũ đỏ niên trưởng Nguyễn Chí Hiếu. Một lần nơi An Lộc, Quảng Trị, khắp chiến trận miền Nam với người lính nhảy dù Nguyễn Chí Hiếu. 1961, sau tiếng quát tháo dồn dập của bốn sinh viên sĩ quan khóa đàn anh, khóa 16, bay bốn gốc, đám tân khóa sinh khóa 18 mới nhập trường chạy luống cuống lọc sọc lên cầu thang sau phản điếm vào một căn phòng mà giờ ấy, sau một ngày bị hành xác tận lực, họ không biết là nơi nào và để làm gì. Cho các anh đúng 10 phút để ăn bánh uống nước, sau 10 phút tất cả phải đứng yên sát vào tường để nghe lệnh. Đám người chạy nhanh đến những quầy bánh và nước ngọt. Không tiếng trò chuyện, không động tác thừa, đám lính mới ăn ngấu ngáo những chiếc bánh lớn bằng nửa bàn tay, dốc vội chai nước ngọt vào miệng, xong xăm xắp đứng nép vào tường như những khối gỗ trước khi tiếng hô lớn của cuối phòng vang dội. 10 phút giải lao chấm dứt, ngưng ăn. Những âm tiếng ần ực nghe rõ ấp úng, ngàn ngạn từ những thân người chen chúc, cố rút nhỏ lại. Anh nào đang ăn, vừa nuốt bước ra khỏi hàng. 20 cái hít đất. Những thân người tự động tiến ra khỏi hàng người đứng, nằm sấp lên mặt sàn nhà với tiếng đếm phì phọt chen hơi thở. 1, 2, 3, tăng khóa sinh Trần, danh số 102 thi hành lệnh phạt xong. Tăng khóa sinh Lê, danh số 49, tăng khóa, xưng danh lại. Anh là tăng khóa sinh hay là con mèo ướt? Anh hết đất mà sợ đất bay mòn hay sao? Cúi thấp xuống. Căn phòng bày ra một hoạt cảnh hỗn độn vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Có những giọt nước mắt uất ức lưng tròng che giấu. Hít lại cho đúng thế, 20 cái hít đất vì tội ăn chậm, 20 cái nhảy xổm vì tội uống không hết chai nước ngọt. Màn bi hài tạm ngưng khi viên sinh viên sĩ quan cán bộ tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Phúc đi vào, dáng gầy nhỏ, đôi mắt đứng sững trầm tròn ửng gân máu đỏ nhìn vào ai như muốn lọc truồng kẻ ấy. Anh, tại sao anh gia nhập quân đội? Viên cán bộ tiểu đoàn trưởng xỉa ngón tay vào ngực gã lính mới sắn sổ, tàn nhẫn. Dạ, thưa em. Tiếng quát bật ra tưởng như kèm cái tát. Không có em trong quân đội, tại sao đi lính? Được thúc đẩy, do bực tức vì thấy bị áp bức, vùi dập, hết sợ hãi, gã lính mới cấm cẳng. Tôi đi lính vì thấy nhảy dù. Thấy ở đâu? Thấy nhảy xuống sông Hương, nhảy ở Huế. Tại sao nữa? Và thấy mấy niên trưởng kia. Gã tân khóa sinh chỉ tay lên trường, nơi có treo những tấm hình các sĩ quan thuộc khóa 14 vừa mãn khóa năm trước, khi trường còn ở bên khu Quang Trung. 20 cái hít đất vì xưng em, 20 cái nhảy xổm về tội báo cáo sai. Đi lính trước khi thấy ảnh các sĩ quan khóa 14. Sau này lên năm thứ hai khi được quyền đi cầu thang giữa, lối dành riêng cho khóa đàn anh và tự do vào những căn phòng đặc biệt của trường. Gã sinh viên sĩ quan khóa 18 thường đến phòng truyền thống sau phản điếm, nhìn lên bức ảnh, được đặt chung một nhóm của những tân thiếu quý thuộc khóa 14 chọn binh chủng nhảy dù. Nguyễn Đình Bảo, Trần Hoài Châu, Nguyễn Chí Hiếu, Trần Trọng Hợp, Võ Tín, Nguyễn Bình Thuận, Đào Thiện Tuyển, Vương Mộng Hồng. Hắn nhớ chính xác với một quyết định không ngần ngại, chọn lựa, nhảy dù, nhảy dù. 1960, 63, 66, 68, có thể xác định không sợ sai lầm là truyền thống tình nguyện. Cũng bởi có được ưu tiên do tốt nghiệp mãn khóa với thứ hạng cao, nhẫn thủ, á khoa, chọn các binh chủng tác chiến, những đơn vị bộ chiến trừ bị, tổng trừ bị cố quân lực, biệt động, nhảy dù, thủy quân lục chiến, sư đoàn bộ binh, lực lượng đặc biệt, với những khóa võ bị quốc gia. Sau năm 1960, cải danh và biên chế từ trường võ bị Liên quân Đà Lạt, có bắt nguồn từ khóa 14 với 8 sinh viên sĩ quan thuộc hàng ưu tú đồng chọn binh chủng nhảy dù, cũng bởi họ được nung đúc với lý tưởng quốc gia mạnh mẽ. Đây không phải là điều võ đoán, bởi tất cả 8 người thuần là những thanh niên sinh trưởng tại miền Bắc, theo gia đình di cư vào năm 1954. Thế hệ thanh niên năm 1955 đã xông vào khách sạn Majestic đường Tự Do Sài Gòn để hỏi tội viên Thiếu tướng Văn Tiến Dũng, đại diện Hà Nội trong ủy hội kiểm soát đình chiến. Những người thanh niên hàng trào dân dòng lệ bi phẫn mất quê hương vừa phải rời bỏ khi tiếng hát Thúy Nga cất lên tại trại định cư Phú Thọ
Bài hát về Hà Nội của Vũ Thành. Trong 8 người kể trên, thiếu úy Nguyễn Chí Hiếu là một danh tính nổi bật với những người bạn chí thiết của anh. Sau này là cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người ở lại với cao điểm Charlie trong trận chiến mùa hè năm 1972. Tình nguyện về binh chủng nhảy dù, tiểu đoàn 8, tiểu đoàn Tân Lập, nhưng thật sự đã có sẵn một chiều dài chiến đấu từ chiến tranh Việt Pháp lần thứ nhất 1946-1954. Thiếu úy Hiếu cùng người bạn cùng khóa, thiếu úy Truyển, nhận lãnh ngay khó khăn khắc nghiệt của đời lính tác chiến. Trung đội trưởng đại đội 81 do Trung úy Phạm Huy Sảnh chỉ huy, thành phần xung kích dẫn đầu tiểu đoàn trong suốt các cuộc hành quân Bình Định, lùng giặc qua các mật khu, bời lòi hấu bò, rừng cò mi, giải cứu đồng điền Bổ Túc. Tiểu đoàn 8 nhảy dù cũng là một trong những đơn vị phải gánh chịu nặng nề hậu quả của cuộc binh biến dậy non 11 tháng 11 năm 1960. Nhưng đơn vị không hề mất sức chiến đấu, bởi đã được những sĩ quan kiệt liệt chỉ huy, biết tránh cho đơn vị những khoảng trống lãnh đạo. Những người lính tưởng như huyền thoại, do cách hy sinh tận hiến bền bỉ cao thượng cho quê hương. Quân đội mà không hề nói ra lời. Những tiểu đoàn trưởng mang danh tính, thiếu tá Trương Quang Ân, thiếu tá Đào Văn Hùng, với kinh nghiệm trả với máu xương nhận được từ tiểu đoàn 8, đại úy Nguyễn Chí Hiếu chuyển tiếp về tiểu đoàn 3 nhảy dù, đơn vị mang dây biểu chương màu tam hộp, tập thể chiến đấu được tổ quốc ghi công. Đi từ cấp chỉ huy tác chiến thấp nhất của hệ thống chỉ huy quân đội, không một nhiệm vụ bỏ sót. Trung đội trưởng, đại đội trưởng, sĩ quan ban ba, tiểu đoàn phó. Đại úy tiếp nên thiếu tá Nguyễn Chí Hiếu với tiểu đoàn ba dù đã họp cùng đơn vị bạn dựng nên những kỳ tích mà dẫu báo chí ngoại quốc, cụ thể là báo chí Mỹ cũng không thể muối mặt xuyên tạc. Hành quân giải tỏa Playmer, tiếp cứu trại lực lượng đặc biệt Đức Cơ trong khuôn khổ toàn lữ đoàn nhảy dù có tham mưu trưởng, trung tá Ngô Quang Trưởng chỉ huy, với thiếu tá Norman Squarkov giữ chức cố vấn trưởng, bẻ gãy kế hoạch Đông Xuân đánh chiếm Tây Nguyên của tướng Võ Nguyên Giáp, mà phải 10 năm sau, tháng 3 năm 75, Hà Nội mới thực hiện lại được với năm sư đoàn nặng có pháo tăng yểm trợ, dưới quyền chỉ huy của Văn Tiến Dũng, viên tướng mà 20 năm trước đã bị anh và các bạn trẻ đuổi ra khỏi miền Nam. Phải đợi đến Mậu Thân 1968, khi toàn miền Nam đồng bị dìm trong lửa và bộ đội cộng sản vào đến 28 trong 44 thành phố tỉnh lỵ, sức chiến đấu của quân dân Việt Nam Cộng Hòa mới thực hiện ở mức độ tưởng chừng như không thực. Từ biên giới cực bắc của quê hương miền Nam, nơi tiền đồn Khe Xanh, chống chờ đợi cuộc thư hùng giữa sư đoàn 325, lực lượng tổng trừ bị cộng sản Bắc Việt với trung đoàn 26 thủy quân lục chiến Mỹ, tiểu đoàn 3 nhảy dù và tiểu đoàn 37 biệt động quân, có mặt từ khi trận đánh mở màn. Để xác chứng đây là cuộc chiến của quân dân miền Nam chứ không hề là một chiến tranh riêng của quân đội Mỹ, tiểu đoàn 3 với tiểu đoàn phó Nguyễn Chí Hiếu là đơn vị người Việt đầu tiên và độc nhất mở đường vào cứ điểm Khe Xanh, vốn đã bị sư đoàn 325 vây chặt và chờ diệt gọn để biến Khe Xanh thành một Điện Biên Phủ thứ hai. Kết quả trận đánh, 3 trong số 4 đại đội trưởng tác chiến đồng bị thương và 30 chiến sĩ mũ đỏ bị hy sinh. Tiểu đoàn 3 trở lại Sài Gòn, bảo vệ mặt Bắc thủ đô, họp cùng các tiểu đoàn dù và lực lượng liên quân thủy bộ bạn mở rộng vòng đai an ninh từ xóm mới Gò Bắp, lên tiếp giáp vùng Nhị Bình, Thạnh Lộc, qua bên kia sông Sài Gòn, nối tới Lấy Thiêu, Bình Dương, đường xâm nhập chính của lực lượng Cộng sản. Trận chiến mặt Bắc Sài Gòn tạm yên, tiểu đoàn 3 và 6 dù lại trở ra miền hỏa tuyến, phối hợp hành quân với lực lượng đệ nhất sư đoàn không kỵ và thủy quân lục chiến Mỹ trong hai cuộc hành quân có tính chất chiến lược. Hành quân Lam Sơn 207 và hành quân Lam Sơn 216 có nhiệm vụ giải tỏa Khe Xanh, thông đường số 9 để sau này 1971 làm đầu cầu cho hành quân Lam Sơn 719. Quyết định chiến tranh Việt Nam về mặt quân sự. Đánh giá hành quân Delaware,
tướng Rawson, tư lệnh lực lượng tiếp ứng sư đoàn 1 không kỵ, đã có lời tán dương như sau. Một trong những trận đánh khốc liệt được thực hiện một cách tài tình và thâu đạt thắng lợi lớn của chiến tranh Việt Nam. Điều ấy có nghĩa là hành quân Delaware đã phối hợp được nỗ lực của sư đoàn 1 không kỵ, trung đoàn 3 bộ binh và chiến đoàn 3 nhảy dù. Nhắc lại một điều cần thiết, chiến đoàn 3 được chỉ huy bởi đại tá Nguyễn Khoa Nam và trận đánh đã lấy đi một quân y sĩ của tiểu đoàn 6 nhảy dù, bác sĩ Đỗ Vinh. Trận chiến gây tử thương đến bác sĩ của đơn vị hẳn không phải là một trận chiến bình thường. 1972, Trung tá Nguyễn Chí Hiếu được chỉ định nhiệm vụ chỉ huy tiểu đoàn 5 nhảy dù, đơn vị hàng đầu của binh chủng, cũng của Trung quân lực miền Nam, như một sự chọn lựa chính xác của Bộ Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù. Chúng tôi không nói quá lời, chỉ nêu lên sức chiến đấu thần kỳ có thật của một đơn vị và người chỉ huy xứng đáng với đơn vị kiệt liệt ấy. Tiểu đoàn 5 nhảy dù là một trong những đơn vị nhảy dù đầu tiên của quân đội Việt Nam. Đơn vị đã khai sinh ra những tướng lãnh nhiều hơn bất cứ đơn vị cấp tiểu đoàn nào của quân lực thế giới: Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Hồ Trung Hậu, Ngô Quang Trưởng và Lê Quang Lưỡng. Tiểu đoàn 5 dù là đơn vị nhận lãnh nhiệm vụ khắc nghiệt nhất của trận chiến Điện Biên Phủ, với hai lần nhảy xuống trận địa mà số tổn thất thương vong hầu như xóa sạch quân số đơn vị qua các trận đánh trong giai đoạn cuối cùng, tháng 5 năm 1954 và chiến trận mùa hè năm 1972, định mệnh khắc nghiệt lại thêm một lần xảy đến với tiểu đoàn 5 nhảy dù do Trung tá Nguyễn Chí Hiếu chỉ huy. Tháng 4 năm 1972, thị xã An Lộc bị vây bởi 3 công trường 579, tăng cường thêm công trường địa phương Bình Long. Sa tăng đã vào thành phố và thị xã co lại trong một chu vi có bề ngang, bề dài do đúng 1.000 thước hay 1 cây số để nhận 8.000 quả đạn chỉ trong một đêm 11 tháng 5. Lữ đoàn 1 nhảy dù với 3 tiểu đoàn 568 cùng một tiểu đoàn pháo binh có nhiệm vụ mở nút thoát hơi cho An Lộc, đoạn đường 60 cây số từ Lai Khê, nơi đặt bộ chỉ huy hành quân, đến An Lộc. 3 tiểu đoàn dù đi mất hết một tuần, từ ngày 7 tới ngày 14 tháng 4, cũng chỉ đến phía nam suối Tàu Ô cách An Lộc 10 cây số. Bởi một hàng rào lửa của cối pháo chặn lại, 55 danh hiệu truyền tin của Trung tá Hiếu chậm rãi đỉnh đạt báo cáo cùng Lê Lợi, đại tá Lưỡng, lữ đoàn trưởng. Trình Lê Lợi: tôi chưa kịp có vị trí, pháo binh theo tôi cũng thấy, tụi nó pháo quá dữ, chúng pháo từ xa cối gần hơn và B-40, 75 ly không giật, thì chỉ cách tôi dưới 50 thước. Cả một lữ đoàn nhảy dù bị kẹt cứng ở Bắc Chân Thành, tiểu đoàn pháo binh dù thì bị bắn tan nát không cơ may phản pháo. Lữ đoàn trở lại Chân Thành dùng trực thăng vận theo ngã đồi gió tiếp cứu An Lộc bằng cách thế khẩn cấp nhất. Hai tiểu đoàn 5 và 8 nhảy dù, do hai người bạn cùng khóa năm xưa chỉ huy, hai trung tá Hiếu và Tuyển, vào được An Lộc theo ngã đồi gió, nhưng khi đến ngã ba Sa Cam thì khựng lại. Lính đặc công cộng sản đào hầm sau cố thủ từ bao ngày. Ngày 8 tháng 6, tôi theo tiểu đoàn 6 tiến vào An Lộc lần thứ 2. Đến khu đồng điền Sa Cam qua khu vực tiểu đoàn 5, tôi đứng trên miệng hầm chỉ huy gọi nhỏ: niên trưởng, niên trưởng! Trung tá Hiếu từ hầm chui lên: mò ở tù dưới đó suốt hơn tháng nay, cả tiểu đoàn từ hôm vào đây chỉ nằm chịu pháo. Nó pháo 130 ly từ xa không cách gì tiêu diệt được, nhưng mò cũng không cho tụi nó trở lại An Lộc bằng đường phía nam này. Mò và ông Tuyển khóa chặt chúng nó lại. Tôi xuống dưới này, mò cho hộp bia của bà vợ vừa gửi ra. Khi vào trong hầm, tôi nói giữa bóng tối lờ mờ: niên trưởng, anh Bảo chết rồi. Ai, mò biết, Bảo với mò ngày trước cùng đi tập judo, rủ nhau vào trường và đi nhảy dù. Anh nhìn lên cổng hầm không lộ vẻ cảm xúc trong âm nói: tôi thấy ảnh của niên trưởng với anh Bảo từ ngày mới vào trường. Tôi nói câu thừa thải không thật với lòng đang phiền muộn. Tiểu đoàn 5 không phải chỉ giải cứu An Lộc, tháng sau đơn vị ra vùng Trị Thiên. Và ngày 25 tháng 7 năm 72, đại đội 51 thành phần xung kích của tiểu đoàn đã chiếm được bờ cổ thành Quảng Trị. Nhưng như số mệnh khắc nghiệt luôn xảy đến cho kẻ hào kiệt, một trái bom của không quân Mỹ đánh nhầm vào đội hình đại đội 51. Tiểu đoàn mất đà, dội ngược lại.
toàn bộ sư đoàn dù rút về hướng núi Tây Quốc lộ 1, nhường phần trách nhiệm lại cho thủy quân lục chiến. Phải đến 14 tháng 9, lá cờ vàng ba sọc được dựng lên trên cổ thành Đinh Công Tráng. Riêng tiểu đoàn 5 sau tai nạn ngày 25 tháng 7, họp cùng tiểu đoàn 8 thêm một lần dựng kỳ tích, đánh chiếm đỉnh Động Ông Đô, đỉnh núi cao nhất vùng Đông Tây Trường Sơn, khống chế cả đồng bằng Trị Thiên. Tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 5 nhảy dù, đơn vị đầu đời và cuối đời lính nhảy dù của Trung tá Nguyễn Chí Hiếu, niên trưởng đã đi từ chức vụ thấp nhất đến cao nhất của một tiểu đoàn tác chiến, với hết tuổi trẻ suốt miền Nam. Để nhớ ngày 5 tháng 12, 2007, mũ đỏ niên trưởng Nguyễn Chí Hiếu trở lại với trời xanh. Tác giả Phan Nhật Nam. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.